khô á, không có ăn gì được. Rất là nhiều. Chắc là thế để nặng. Cái mụn cũng khó thì ăn sau rồi với giờ.
ăn đi ra. Đào thành tôi luôn rồi.
khó lấy quá. Ráng đau con xíu nha. Làm hết rồi. Có đắp mặt dưới đàn không? 2:30. Cô cho mình xin ạ.
Cái này nó có cái màu đen như là đầu màu vậy ta. Ra được. Hơi đau. Nút rồi thành ăn cho da này. Ủa vậy được trước chị lon quay rồi hả?
Biết mà. Mấy cái nơi em biết mà. Em chịu tới thôi. Sợ bên đó sợ căng đỏ hay có bào. Đi công viên cái kiếm cho nhìn nhà nha. Em cầm kim về với kim ngắn em cầm nó bị tụt nữa. Chỉ có một đứa hẳn bị tụt hẳn mà hẳn có mỏi tay gì sớm. Kim ngạn chỉ có mỏi. Quen hay không? Giờ tôi phải đi kịp tìm kim ngắn ấy. Quen nữa kìa. Anh kim ngạn. Cơm đấm vào nhà em. Muộn anh đây nó có mềm đó. Hả? Muộn anh đây nó mềm đó. Nhưng mà làm cái cách cầm kín như nữa nhá. Mình nói chung là đâm đúng cái lỗ chân lông là nó mềm dễ vô đó. Đang ở đâu chắc gọi là mọc nhiều.
coi nhanh đi. Chu thôi, có bữa nó off shop rồi em nói em lộn được luôn. Ngon qua video nát được luôn. Anh nghiêng qua bên mắt cho em. Mạnh xíu nè. Nó ai thằng sao mình nè, mình nó off shop như tăng cái đầu mình đây. Lên mày phải sợ má. Gì má? Gì tập ghi đúng không? Lo đi để mua xe mô tô đó. Cho con tường đi. Cổ lên là luyện. Bọn nó coi này mụn mà nó coi gì đứng sao mình cho nó thái được kìa. Coi qua một bay nó coi. Đừng có thể đừng thôi cho con thôi. Nó để tâm. Đừng cho con đưa. Biết chứ. Thì như lâu lâu miệng cũng ra được. Mà đừng mỏ chắn lắm. Thì bà cũng đứng trên đó rồi. Nhà bà nó qua một bay nữa. Thôi đấy là có được thôi chứ hết. Nên chứ phải áp cho chút nữa thôi. Hiểu nó ngồi lắm. Kể cả là mình đựng răng đầu đó, đừng sạc ngái nó cái bếp đó. Không có tiếp chứ được. Nó sạc nó ngồi không như nó. Nói chứ, khi nãy em phải bỏ sức ngái em đừng nhớ lắm chứ. Con là mình ngồi sạc vào đấy khi nãy em sức ngái không có kẹt tay gì thì làm được. Mà ý là bên nọ không ăn lên em mới còn rửa kìa. Quay nhiêu phút rồi này? 10 phút. Chụp nào đi. Thêm nhiều. Cái này chụp là được 3 cái. Thêm nhiều ghê mà. Còn trên tay nhiều mới có mà phút. Cái này hồi xưa mình hay đi được cả ban thì nhưng mà nó có mà khác hết mụn mà mình như mụn thì toàn chia ra mới quay đúng không nữa chứ giống đâu giống hồi xưa mụn cái nhỏ rồi đâu có quay đâu, mụn có thịt to thịt nhiều. Hồi xưa mình quay mình được để được cả ban nhìn dài. Bữa nay mình cứ hồi xưa là chỉ nói gặp thì nói mới quay, còn là mình gặp là mình tự ra bình thường. Nhưng bữa nay gặp là nó mới kêu. Còn xong rồi. Phải ngồi quay khỏi ớn không? Phải ngồi quay khỏi ớn không? Được khỏe không? Ngồi ngồi cho nó báo vậy ta. Ngài cho tay anh Huy ngài. Cái anh trọng ra đi là cái máy hình gì? Là cái máy ở trên đi.
mùng ẩn thì nạn sướng mà nó là máu ra biết mà. Hôm bữa Hoàng cô kia sáu ba ké bị sơn sớm á, Hoàng sao tới giờ chỉ lon gì nữa. Đi ngoài đời hoàng nữa. Đường này. Nghe tội quá, chị Đại Vi làm gì mặc cái áo khoác cà rô màu vậy. Ừ. Đi xe lắm.